America lấy màu đào đắp đến sông núi quên thân mình giờ đây anh đang nơi đâu Như Miên thân ái chào gặp lại quý khán giả của đài VNA TV vùng Lý Lưu Sài Gòn Nam California trên băng tầng 57.3 Bắc California thành phố San Jose trên băng tầng 16.10 đây là chương trình phục vụ cộng đồng mùa đại dịch COVID-19. Trước khi đi vào chương trình, cho phép chúng tôi được nhắc cho quý vị là dù gì đi nữa, dù có lờn, có quen, có chán nản hay là buồn phiền mấy đi nữa, chúng ta phải luôn luôn nghĩ rằng thực tế là con virus chưa hề bị khống chế bất cứ ở đâu. Một nước mà gần nước Tàu là nước Việt Nam không có ca chết nào bữa nay có hai ca chết ở việt nam thì người ta tin rằng có một số nơi đã có dịch bệnh lần thứ hai rồi cho nên một lần nữa hôm nay thứ sáu ngày mai ngày mốt không có show của du miên trên đài vn tv chúng tôi muốn nhân dịp này để luôn luôn nhắc nhở quý vị đặc biệt là quý khán giả thân yêu của đài vn tv cao niên lớn tuổi không còn trẻ nhớ ở trong nhà không có đi đâu hết trơn chịu khó một chút xíu vài ba tháng nữa mình có vaccine rồi lúc đó là mình cứ bay nhảy đi hàng ngày ngày ra vô được 10 lần hai chục lần để bù lại bốn năm tháng mình bị khó khăn và bị căng thẳng tinh thần chúng tôi cố gắng để giúp cho quý vị làm thế nào cho cái đầu óc nó bớt căng thẳng bằng những cái lời khuyên cũng như là cách thức để đi qua đi lại ở trong nhà cho đỡ nhàm chán Kính thưa quý khán giả Leo lấy dùm cho cái hình số 2 Cũng giống như một số tiểu bang Họ mở cửa rồi họ đóng cửa trở lại Thì California vùng lưới Sài Gòn chúng ta chấn động với tin 6 chi nhánh của băng of America BOA đóng cửa trong đó có một cái chi nhánh nằm ở trên đường Bosa với Magnolia trong khu xe đồ hoàng chợ ABC khu này là khu nằm giữa phố Little Sài Gòn cho nên bị ảnh hưởng nhiều khủng khiếp kính thưa quý khán giả bản tin uh, theo bản tin của uh, băng up America thì có sáu cái uh, chi nhánh ngân hàng này trong vùng chúng ta bị đóng cửa quý vị lưu ý những địa điểm sau đây nhưng mà không phải đóng hết những chỗ khác như khu hòa bình vẫn còn mở cho nên không phải là tất cả bang america đừng có nghe tin đồn nhảm tại vì những cái vấn đề mà chưa có lau dọn hay là chưa có bảo vệ nhân viên một cách đầy đủ khách hàng đầy đủ cho nên Bank America phải đóng cửa như chi nhánh này không phải đóng cửa toàn bộ và ở Mỹ không bao giờ mất tiền tại vì bất cứ một ngân hàng lớn nhỏ nào chính phủ bắt buộc phải mua bảo hiểm và các bảo hiểm của ngân hàng đó trả tiền cho quý vị không ai bị mất đồng nào hết tiền đó. có chậm có nhanh thôi cho nên đừng có nghe những tin đồn nhảm nhí của bọn Việt cộng nằm vùng hay là bọn Trung cộng phá hoại nước Mỹ hay là cái bọn à, vô chính phủ mà cứ nói bậy lên là nói những cái tin làm cho chúng ta nhức đầu. Nhiều người mà cứ xúm vô cái bàn ra tán vào nói một cách trật lắc. Thưa quý vị, sáu địa điểm sau đây của băng America đóng cửa. Cái chi nhánh à, số 6791 Westminster nằm ngay ngã tư đường Westminster với Golden West còn Westminster Phước Khách vẫn còn mở nha chi nhánh tại địa chỉ 8850 Bồ Sa như tôi nói đó là cái chi nhánh mà ở chợ ABC chỗ xe đầu hoàng đông nhất chi nhánh địa chỉ 12421 đường Vale góc Vale với Lamson chi nhánh địa chỉ 11640 đường Knott Tức là đường Golden West nối dài đó, đường Kinnot với ngay ngã tư đường Orange chi nhánh tại 9591 Chapman Avenue Garden Road ở ngay góc Chapman và Gilbert. Số 6 là chi nhánh 17430 Phuket Street Fountain Valley, ngã tư đường Phuket và đường Slater. Chỉ có 6 cái này còn tất cả những băng America khác đều có mở cửa mà quý vị quá cao quý vị nhà băng nào cũng giống nhau hết cái chi nhánh nào cũng giống nhau hết cho nên họ đóng những chỗ này nhưng mà còn những chỗ khác quý vị vô lý tiền vẫn được vô giao dịch cũng vẫn được như thường hồ sơ của quý vị luôn luôn có đầy đủ trên băng america một lần nữa chúng tôi loan báo với quý vị rằng đừng hỗn hoát đừng có hoảng hốt khi nghe những cái tin này và nhất là những lời bàn ra tán vào của bọn phá hoại trong cộng đồng chúng ta bọn nằm vùng ăn lương của việt cộng để quậy nước mỹ này ăn lương của trung cộng để quậy nước mỹ này để cho nước mỹ xuống dưới đáy cho trung cộng nó vươn lên cho nên quý vị lưu ý là lắng nghe đài vn tv có những cái tin gì mà quan trọng chúng tôi loan báo chứ quyền liền có những vấn đề mà sợ đụng chạm với những cái thế lực mà trong bóng tối thì chúng tôi nói một cách khéo léo để cho quý vị yên tâm một lần nữa băng america không phải vì lý do tài chính hay kinh tế gì phải đóng cửa hết hệ thống ngân hàng của hoa kỳ là đứng nhất thế giới luôn và tất cả tiền ký thác của quý vị gửi vô trong nhà băng luôn luôn được bảo hiểm an toàn chính phủ sẽ trả nếu nhà băng hay là đóng cửa bất tình lình hay là lừa dối quý vị cũng vẫn có tiền để trả cho quý vị chúng tôi lặp lại một lần nữa để cho quý vị biết điều đó Kính thưa quý vị trong phần 2 chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ đặc biệt loan tin về đợt 2 của Covid-19 hình như đã bùng phát ở một số quốc gia uh, Á Châu cũng như Âu Châu đặc biệt nhất trong chương trình Good Morning Việt Nam America ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói chuyện với quý vị về những bí mật đằng sau con Covid-19 này và thử tìm hiểu tại sao Hoa Kỳ lại là nước dẫn đầu về số người nhiễm bệnh cũng như số người chết vì Covid-19. Chúng tôi trở lại chương trình sau vài phút quảng cáo. Việt Nam ừ. American Việt Nam American tình đồng minh trên vai chiến đấu